giới thiệu đến anh em tiếp tục bộ ba sản phẩm dòng lỗi lốc hàng Nhật Bãi anh em nhé. Dòng này dòng xay xay chung và xay nhỡ đấy, thì đường kính tầm 20 đến 21 cm và độ sâu tầm từ 8 đến 9,5 cm anh em nhé. Đấy, để tất cả đều là vung thủy tinh, em này thì vung thủy tinh còn ánh màu xanh cơ. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Kích thước thì mình ghi hoàn toàn trên mặt đây rồi, 20 x 8 và kèm giá ở mã số, con này mã số 81 các bạn nhé. Em này thì lặng lên là giá là 220k, bên mình bán thì theo kg nên là những cái mặt kính hoặc size to thì sẽ lặng, rất đẹp anh em nhé. Gia đình ít người sử dụng để luộc hay đun nước hay có thể sử dụng trong nhiều mục đích đều được. 21 x 9,5, 190k. Và nhiều khi nó lặng, cái vung này các bạn nhé. Đấy, tất cả các dòng này thì anh em đun được cả bếp từ bếp ga đều được các bạn nhé, tay chân sạch sẽ đẹp, không nguy thường bị cháy. Đây có này bị vỡ một chút như này, còn tương đối đẹp các bạn nhé. Thì giá trên là chưa gồm phí ship, anh em lấy thì cộng thêm phí ship 30k. Các bạn phải lấy nhiều sản phẩm để tận dụng chi phí ship của mình. Đây được cái 21 x 9 này, mã 51 này. Ok, tất cả đều dòng một đáy đun từ anh em nhé, giá dao động từ 190 đến 220. Em này mã 81 này, em này mã 48 này và em này mã 51 nhá. Anh em ưng em nào thì báo mình. Alo 0979 665 264.